Xịt dưỡng tế bào gốc tái tạo da Ubicell với thiết kế dạng xịt thông minh, các dưỡng chất sẽ trải đều lên toàn bộ gương mặt dưới dạng hạt sương li ti, dễ dàng thấm sâu vào da. Xịt dưỡng tế bào gốc Ubicell với thành phần tế bào gốc tái tạo da không chỉ dưỡng ẩm da hàng ngày mà còn giúp bổ sung nhiều dưỡng chất quý hiếm để tái tạo làn da như một sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu. Tiện lợi khi bạn có thể mang theo bên mình và sử dụng mọi lúc mọi nơi. Đặt chai xịt song song và cách mặt khoảng từ 15 đến 20cm, xịt đều khắp khuôn mặt để dưỡng chất dễ dàng thấm sâu vào làn da. Xịt dưỡng tế bào gốc tái tạo da Ubicell mang mùi hương thảo dược thiên nhiên cho làn da luôn cảm giác tươi mát và thoải mái sau mỗi lần sử dụng. Dùng xịt dưỡng da thường xuyên để làn da của bạn luôn được chăm sóc nhé. Hãy khám phá sự kỳ diệu mà xịt dưỡng tế bào gốc tái tạo da Ubicell mang lại.